thưa quý vị, hôm nay chúng ta hồi tưởng lại 46 năm cộng đồng người Việt đến định tư ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là tại Hoa Kỳ. Một trong những cái sự kiện mà chúng ta thấy càng ngày càng tăng trưởng ở tại miền Nam California nói riêng và toàn Hoa Kỳ nói chung, kính thưa quý vị, đó là xây dựng đơn vị gia cư càng ngày càng gia tăng rất nhiều. Bây giờ thì người Việt chúng ta đóng một cái vai trò quan trọng trong vấn đề xây dựng và cung cấp các đơn vị gia cư cho tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc ở tại Hoa Kỳ. Bên cạnh chúng tôi là anh Kevin Đỗ, một trong những người giám đốc một cái công ty có tên là Đỗ Builder and Contractor. Đây là một trong những cái sự kiện có thể nói hiếm có trong cộng đồng người Việt chúng ta để có thể nói đáp ứng lại những cái nhu cầu sinh sống tại Việt Nam cũng giống như là tại toàn quốc, đặc biệt là tại California. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có cơ hội gặp gỡ để trao đổi về tất cả những sự việc liên quan đến vấn đề xây dựng nhà cửa. Chào anh Kevin. Em chào anh Trọng. À, anh cái bình thật là lấy làm lạ là khi một cái công ty như anh là có thể nói là hiện diện ở khắp nơi tại miền Nam Hoa Kỳ ở đây, đặc biệt là tại California. Thế trong cái trường hợp nào anh lại có một cái công ty builder xây dựng như thế nào thưa anh Kevin? Em vào cái nghề này thì thực sự là ba vợ của em đó làm việc nghề xây dựng. Thì có lý do đó thì em đi theo em coi. Sau từ đó thì em mới học hỏi và tự mở công ty và làm nghề xây dựng. Yeah. Um, kính thưa quý vị, Kevin Đỗ là một trong những người đến định cư tại Hoa Kỳ vào lớp tuổi trẻ sau khi anh tốt nghiệp tại trường đại học và bắt đầu anh cùng với gia đình anh lập nghiệp bằng một cái nghề mà hiện nay quý vị thấy cùng với chúng tôi thấy những cái công trình xây dựng hiện nay đang có thể nổi lên ở khắp nơi ở tại miền Nam California cũng giống như tại miền Bắc California. Anh cái đến bây giờ thì anh anh nhìn lại bao nhiêu cái công trình anh đã xây dựng trong cái thời gian mà ông anh thành nghề builder này thưa anh đồ, đồ, đồ. <laughs> nhiều lắm anh à nhiều lắm à dạ hả? em cũng may mắn được uh, dạ làm những công trình lớn chẳng như 50 chục căn apartment ba mươi bảy căn rồi hai uh, căn và sáu căn 12 nói chung là rất là nhiều công trình lớn và công trình nhỏ nha với một người lớn lên và tốt nghiệp có ngành đại học như anh rồi anh thấy nghĩ rằng anh đã đi đúng cái direction chưa Dạ vâng, vì làm nghề xây dựng thì không phải chỉ ghi thầu xây cất, xây người khác nhưng mà anh phải có yêu nghề. Khi anh nói chữ yêu nghề thì anh phải bỏ tâm vào làm xây dựng, xây nhà cho người khác giống như xây nhà chính cho bản thân mình. Mà bên cạnh đó thì à, à, nói chung là nghề xây dựng nó không có đơn giản như anh nghĩ, nó phức tạp lắm. Tại vì anh phải điều với tất cả mọi lĩnh vực từ điều với chính phủ, điêu với chủ 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 nhà và điều với các nhà phát triển ghi với nhân viên của mình, ghi với các kỹ sư. Rồi anh phải nói chung là không có đơn giản như mọi người nghĩ, rất là bị áp lực. Yeah. Thế vấn đề tài chính thì anh phải đầu tư như thế nào thưa anh Kevin? Đầu tư khi nói chung mở một công ty như vậy thì anh cần phải có sắm sửa những cái hạn như là máy móc. Rồi anh phải có những uh, nhân viên có kinh nghiệm và nói chung là tốn kém rất là nhiều để sắm sửa từ uh, trong văn phòng cả với ngoài công trường ở phía ngoài yeah. Yeah. quý vị cùng với tôi theo dõi tất cả những cái sự kiện hiện nay đang diễn ra với công ty builder của anh Kevin hiện nay anh đang làm một cái công trình gồm có 9 căn nhà ở ngay con đường New Hope của thành phố Santa Ana và sau đó một vài nơi như thành phố Anaheim cũng giống như tại thành phố Westminster và đặc biệt hiện nay chúng tôi cũng thấy anh hiện nay đã có một cái công trình rất lớn ở tại uh, miền Bắc California đó là tại San Jose. Thưa quý vị, một trong những cái sự kiện khó khăn nhất là chúng ta cần phải có giấy phép của thành phố cho chúng ta có vấn đề là xây dựng public work ở ngay những cái con đường mà có sự giao thông rất cái mực độ giao thông rất là căng thẳng. À, chắc quý vị biết con đường New Hope thì phần lớn những cái thời điểm từ sáng cho đến chiều, mực độ giao thông càng ngày càng gia tăng vì thế tất cả những cái sự việc và xây dựng đòi hỏi phải có sự chấp thuận của thành phố và làm sao một cái điều kiện căn bản là không cản trở vấn đề giao thông ở ngoài đường phố quý vị đang cùng với chúng tôi hiện diện tại một cái công trình xây dựng của công ty độ builder À, chắc quý vị biết một vài công ty thì có thể nói chỉ làm những cái phía xây dựng trong trên mặt bằng mà thôi công ty độ builder thì là một cái công việc mà họ có thể đảm nhiệm đó là public uh, work à, như quý vị thấy ống nước ở đây anh, công ty của anh là có cái ô uh, để mà làm cho mấy cái công trình public work phạm anh dạ kể. vâng ạ à. tụi em làm public work tiếng việt là làm hạ tầng á là Làm là những không? cái ống cống ống nước ngầm trong lòng đất á thì yeah. cũng trên 10 năm Chúng em chuyên làm về, cho hạn như mọi người đang thấy là đường ống nước là 8 inch. Tụi em chạy cho nước, chạy từ ngoài công cộng vào trong cái đồng 9 căn nhà. Sau à, hút cấp vào mỗi nhà có trong một đồng hồ nước. Ngoài ra có một thêm một cái cái file hydrant cho phòng cháy chữa cháy. Đỡ có à, cháy, thì có cứu hỏa vào với nước để dập tắt. Yeah. Nhưng mà cái Public Works này, cái hạ tầng cơ sở này nó phải được ai chấp thuận cho thành phố hay là cơ quan nào? Anh, anh phải có bằng E của tiểu bang chấp thuận yeah, và đặc biệt là anh phải mua cái bảo hiểm rất là cao, tốn yeah. kém yeah. và anh phải đi học những cái lớp và dạy anh về cách làm sao để theo những cái luật lệ của mỗi thành phố khác nhau. Trước mặt chúng tôi là cái công trình hiện nay anh đang xây dựng tại thành phố Santa Ana ngay con đường New Hope này thì anh dự định bao lâu nữa thì cái công trình này nó sẽ hoàn tất ra thưa anh? À, hiện thời thì chính căn nhà ở trong tụi em đã hoàn tất xong. Bây giờ tụi em làm topic work, em nghĩ khoảng trong vòng 4 tuần rồi nữa là xong hết dạ. Trong 4 tuần nữa là xong rồi. Là... Dạ vâng. ạ. Dạ. Thì mỗi cái công trình như vậy thường thường anh gắn liền với công trình đó cả khoảng bao lâu thưa anh? Khoảng, những công trình lớn thì khoảng chừng 12 tháng, 9 tháng đến 12 tháng xong xong tham thì bị trục trặc với bản vẽ các kỹ sư trục trặc bản vẽ là chuyện thường thì có thể bị uh, uh, delay khoảng chừng 1 2 tháng là chuyện thường anh. thế yeah. cái tình trạng Covid-19 này nó có ảnh hưởng đến nghề nghiệp của anh lúc này không thưa anh? À, cũng ảnh hưởng chút xíu anh tại vì nhà nhân viên bị bệnh rồi có nhiều người không không dám đi làm và uh, những người sắp contract nhà thầu nhỏ cũng hạn chế có như cũng ảnh hưởng nhưng mà công việc của tụi em vẫn làm mỗi ngày. Mọi người phải đeo mask rồi cách giữ uh, khoảng cách 6 feet. Và và yeah, nói chung là cũng bị uh, ảnh hưởng nhưng mà không có nhiều lắm. Dạ. Yeah. Kính thưa quý vị, sau 46 năm chúng ta có mặt ở tại Hoa kỳ nói riêng và trên toàn thế giới nói chung, chúng ta hiện diện đã có thể nói tham dự vào tất cả các sự sinh hoạt trong cộng đồng của nhân loại đặc biệt ở Hoa Kỳ quý vị thấy nhiều nhân vật chính trị cũng có mặt tại Hạ viện Hoa Kỳ ở tại thành phố một vài thành phố quý vị cũng thấy có một vài vị thị trưởng và đặc biệt cũng có những vị giám sát viên người Mỹ gốc Việt. Bên cạnh đó thì tất cả những cái nghề nghiệp từ siêu thị cho đến tất cả cái grocery nhỏ cũng đều có người Việt đóng góp. À, một trong những ngành nghề mà chúng ta nói đến nhiều nhất là ngành nghề neo thì hiện nay có thể nắm vào tay đa số của người Việt chúng ta điều hành tất cả những cái công việc về ngành nghề neo nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cũng hành diện về công việc xây dựng mà đây là một trong những sự việc đòi hỏi cả về trình độ lẫn trí thức và kiến thức và tài năng cái gọi là nghề nghiệp và đến đây thì người Việt chúng ta cũng đã có mặt trên cái thị trường xây dựng và bây hôm nay thì chúng tôi gửi đến quý vị công ty Kevin Đỗ Builder. Đây là một cái công ty có tầm vức có thể nói rằng có thể hãnh diện với cộng đồng người Việt chúng ta tại hải ngoại anh ngoài cái công ty của anh ra thì hiện nay trong ngành nghề này có nhiều công ty của người Mỹ gốc Việt chúng ta cũng hành nghề như anh vậy không thưa anh? Dạ trong quận Cam mình có rất nhiều anh em mà về người xây dựng. Dạ yeah. nhưng mà để có khả năng làm những công trình lớn như vậy á, thì em cũng nghĩ cũng cũng ít. Dồn con tay thôi ha. Dạ vâng ạ yeah. yeah. cũng khó phải có à, phải có đủ nhân lực và yeah, để có thể khả năng làm như vậy. Yeah. Nhưng mà thưa anh khi mình có thể anh có thể cho chúng tôi biết một ít về cái vấn đề cái uy tín của công ty của anh đối với không riêng những người Việt và đối với người bản xứ thì hiện nay nó đang ở vào cái level như thế nào thưa anh? Nói chung là ngày xưa em em là một trong những người quảng cáo trên TV đầu tiên. Yeah. Thì sau ngày từ em rất là bận, hầu hết em làm cho những nhà phát triển, yeah. em làm cho em và em làm cho những người khác mà quen biết giới thiệu. Yeah. Nói chung là trong 10 năm qua thì công ty rất là bận tụi em lãnh chóp chỉ trong quận Cam. À, bây giờ tụi em ở trên miền Bắc, phát triển trên miền Bắc. À, San Jose, uh, Morgan Hill, Gilroy, uh, Los Altos. Tụi em bắt đầu xây những căn nhà lớn, những nhiều công trình lớn ở trên miền Bắc nữa. Thế trong tương lai anh có ý định về Việt Nam xây dựng tại Việt Nam không? Dạ chắc chắn là không ạ. <laughs> cái <Chắc là không. cười> thưa quý vị đó là một vài hình ảnh mà sáng nay chúng tôi gửi đến quý vị những cái công trình của công ty Kevin để cho quý vị có một ít nhận thức về tất cả các sinh hoạt của người Việt chúng ta hiện nay có thể nói là một điểm hạnh diện sau 46 năm chúng ta đến định cư tại Hoa Kỳ.